Hello, chào anh em. Nay mình ghép xe kéo ba bát bạn. Sử dụng chép 750. Mình lọc phân tầng chống hú. Một cặp bát 40 từ 40 con 75.5. Con 75.5. Bát xếp từ 208 con 125 độ. Mới đi vô nước biển xong cái kim còn là cái dấu kim là đỏ 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 đó. Mới vô nước biển xong. Vô biển xong mà chiến tiếp thôi nó chứ biết sao giờ bạn. Bây giờ là mình mới lắp cái phần thô trước, rồi bây giờ bắt đầu mình lắp dàn máy đồ này kia. Anh em nào mua giá này rẻ có 28 triệu à, một men 4 kênh, một bộ micro, một nhân số này kia là đưa vô là lụm thôi, nó đơn giản chỉ vậy thôi bạn, chứ không gì khó khăn đó. Anh em nào mua cứ hú em tiếng là lụm rồi. Cảm ơn anh em mình đã tin tưởng ủng hộ ha.